bộ đôi kem vô trị nám và kem hoa anh đào thì dùng có tốt hay không, sản phẩm chuẩn chính hãng phân biệt như thế nào đó, và cái sản phẩm này thì mua ở đâu để được hàng chuẩn. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người cái bộ sản phẩm trị nám, đặc trị nám tần nhan rất là tốt của thương hiệu Nhật Bản, đó chính là kem vua trị nám và kem hoa anh đào. Có thể nói đây là một bộ đôi rất là lý tưởng. Và nếu như bạn nào mà đang bị nám lâu năm, nám nặng, hoặc là chúng ta bị nám mảng đen mặt thì các bạn thấy là nên sử dụng cái bộ này để mà loại bỏ rất là tốt nha mọi người. Đó. À, như mọi người cũng đã biết thì cái nám xuất hiện từ hai nguyên nhân thôi. Thứ nhất đó chính là do nội tiết ở bên trong. Đó, chúng ta bị rối loạn nội tiết tố, mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể của chị em. Đấy, đặc biệt là sau sinh, đến độ tuổi tiền mãn kinh hoặc là sau độ tuổi 30 nữa, chúng ta thấy là bị nám tần nhan xuất hiện rất là nhiều. Đấy, cái nguyên nhân thứ hai đó là chính là do ánh nắng mặt trời, yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoài tác động nó làm cho chúng ta là ánh nắng trực tiếp nó chiếu thẳng vào da, nó gây cho rối loạn hắc tố melanin ở dưới da, nó đẩy lên để bảo vệ da. Thì khi mà cái da của ta nó được bảo vệ bởi những cái lớp đen đó là nó đang sinh ra để bảo vệ da ra đấy ạ. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta thấy là chị em phụ nữ mình có những cái lớp nám như vậy, chúng ta rất là mất tự tin, nó đi đâu chúng ta cũng ngại luôn, nhất là những bạn đấy cứ bị như thế này lổ loang hết mũi rồi nám ở trên mặt thế này, chúng ta thấy là ngại vô cùng luôn đúng không ạ? Thấy xấu hổ và mất tự tin vô cùng luôn. Thì các chị em đấy, khi mà mình mới bắt đầu xuất hiện nám, các chị em nên có những lên kế hoạch cho mình những cái phương pháp để mà điều trị nám. Càng để lâu thì các bạn thấy là nó càng khó chữa, càng để lâu thì càng khó chữa. Chứ còn nếu mà càng bị mới bị sau sinh hoặc là mới bị 1-2 năm thì nó lại đơn giản thôi. Đấy, các bạn đấy là 1-2 năm nếu mà như cách của mình nhanh thì các bạn chỉ cần một hộp kem vua trị nám thôi là có thể loại bỏ được hết nám tần nhan rồi. Đó. Và cái bộ đôi kem vua trị nám và kem hoa anh đào này thì hiện nay thì nó có rất là nhiều cái hàng nhái thì mình đã phân biệt cho mọi người rồi. Đó, phân biệt rất là nhiều rồi. Và sử dụng cái sản phẩm này thì trung bình á, đối với kem vua trị nám là các bạn thấy là dùng á, có rất là nhiều bạn hỏi mình là em dùng á, 1-2 tuần á, sao mà cái da nó dạng như vậy. Hoặc là những bạn mà đổi bụi nổi da lên. Thì trong trường hợp sử dụng kem vua trị nám á, thì là sẽ là 50-50. Tức là đối với những bạn mà da ấy, trắng ngay sáng ngay từ những ngày đầu tiên đó là các bạn thấy là thuộc top là sáng da luôn. Cái top thứ hai đó là nó sẽ đẩy mụn, đẩy nám ra tầm độ 2 cho đến 3 tuần đầu. Đó, các bạn sẽ thấy là mụn, nám da ở bên dưới ấy, nó sẽ đẩy ra. Ví dụ như bị mụn ẩn này, bị nám này, nó sẽ đẩy ra cho mọi người. Đó, khi mà bị như thế này thì các bạn cứ yên tâm sử dụng. Bởi vì liệu trình của nó thì các bạn sẽ dùng cho mình ít nhất là 1 cho đến 2 tháng. Đấy, trung bình dùng 2 tháng cơ. Cái thứ hai nữa là kem hoa anh đào. Kem hoa anh đào có rất là nhiều cái hàng nhái thì mình đã phân biệt rồi. Nó sẽ có 3 tem. À, 4 tem. Một tem giữa này, tem vàng này, tem trên này, tem dưới sản phẩm này và cái chữ nổi này. Đấy. Tất cả đi chữ đều là chữ nổi. Sờ vào nó đều nổi hết lên vân tay. Đó, kem này thì các bạn dùng các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều tác dụng. Trắng da, chống nắng, ngừa nám mụn, giúp tái tạo da, ngừa lão hóa, làm mờ sẹo, mờ thâm, tàn nhan và ngăn ngừa nhăn da. Đó, các bạn thấy là nó chiết xuất từ ngọc trai nên là nó giúp cho chúng ta là chiết xuất từ ngọc trai, nó giúp cho chúng ta là da sáng hơn này, rồi là cung cấp vitamin này, AHA tổng hợp này, loại bỏ vết nám tàn nhan đổi mùi, cung cấp canxi làm tăng tế bào mới, săn khít lỗ chân lông, đấy, mềm mịn da, giúp cho da tươi trẻ. Và đối với các bạn thì khi mà các bạn muốn dùng mình kem hoa anh đào thì các bạn có thể sử dụng cho mình là cả sáng và cả tối. Còn khi mà các bạn muốn kết hợp với kem vua trị nám thì kem hoa anh đào các bạn sẽ dùng cho mình ban ngày, còn kem vua trị nám sẽ dùng ban đêm. Kem vua trị nám nó được gọi là kem lục giác. Còn đấy, kem lục giác, kem này nó sẽ gọi là vua trị nám trắng da của Nhật Bản. Đấy, bởi vì hiện nay thì cái sản phẩm Nhật Bản thì đối với kem vua trị nám dòng này nó cực kỳ là đặc trị về nám tàn nhan luôn. Nên là kể những cả những bạn lâu năm, các bạn có chữa, các bạn đều có thể dùng kem vua trị nám này. Rất là hiệu quả luôn nha mọi người. Đó, rất là hiệu quả luôn. Vì cái kem vua trị nám này nó có tác dụng là khử nám, trắng da, đấy, giảm đồi mồi, giảm nếp nhăn. Đó, đó, nó có loại bỏ sắc tố đen này, đấy, giúp cho da da trắng sáng nhanh này, mềm mịn này. Đấy, khi mà các bạn sử dụng mình kem vua trị nám thì các bạn chỉ dùng mình ban đêm thôi. Ban ngày thì nên dùng kem chống nắng, còn nếu mà khi kết hợp thì các bạn dùng kem vua trị nám ban đêm và kem hoa anh đào ban ngày. Và cái sản phẩm này thì chắc chắn là các bạn mua bên mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người rồi. Nếu như các bạn cần tư vấn kỹ hơn về hai bộ đôi cái sản phẩm trị nám trắng da này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nha. Ok, xin chào cả nhà.